Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á, được thành lập năm 2007, có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, với vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp chỉ 80 triệu đồng. Công ty Việt Á là công ty chuyên về lĩnh vực sinh học phân tử và tự giới thiệu có đội ngũ cán bộ chuyên môn có kinh nghiệm hơn 10 năm về lĩnh vực sinh học phân tử. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công và đưa vào thương mại từ rất sớm các kích sử dụng kỹ thuật real-time PCR và lai phân tử. Những năm gần đây, Việt Á được biết tới là ông lớn trong ngành dược tại Việt Nam và là doanh nghiệp đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép sản xuất đại trà bộ kích test nhanh tại Việt Nam. Ông Phan Quốc Việt, 41 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, từng chia sẻ với báo chí ông là một người con ngành y, lại may mắn đi vào chuyên ngành khá hot, chính là sinh học phân tử trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Và may mắn hơn khi công ty của ông được Học viện Quân y lựa chọn đối tác hơn chục năm qua, đáng kể như việc hợp tác với Học viện Quân y sản xuất thành công kit xét nghiệm COVID-19 Made in Việt Nam vào tháng 3 năm 2020. Tháng 4 năm 2020, công ty được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành kit test COVID-19 đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Tại thời điểm này, ông Phan Quốc Việt cho biết năng lực sản xuất của công ty khoảng 10.000 bộ kit ngày, khi cần huy động có thể tăng công suất lên 3 lần. Giá mỗi bộ từ 400.000 đến 600.000 đồng test, thấp hơn thế giới nhiều lần. Trước khi sản xuất thành công bộ kit xét nghiệm COVID-19 Made in Việt Nam, công ty Việt Á cũng được Bộ Y tế cấp phép sản xuất 15 bộ kit thử, trong đó có nhiều tác nhân gây bệnh lao, viêm gan A, viêm gan B, tay, chân, miệng, HPV. Ngoài kit test, công ty Việt Á cũng trúng nhiều gói thầu tại các bệnh viện lớn trên cả nước. Một số gói thầu công ty đã trúng bao gồm gói thầu cung ứng hóa chất năm 2016 đến 2017, thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho Bệnh viện Quân y 175, gói thầu cung cấp hóa chất dung dịch khử khuẩn, dụng cụ xét nghiệm và sinh phẩm xét nghiệm năm 2018 đến 2019 cho Bệnh viện Da liễu Trung ương. Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, công ty này trúng gói thầu cung cấp hóa chất sinh phẩm xét nghiệm chuyên khoa và dung dịch khử khuẩn. Gần đây, công ty Việt Á trúng gói thầu cung cấp hóa chất vật tư tiêu hao theo máy và vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai. Ông Phan Quốc Việt từng nhấn mạnh với báo chí rằng ông không cổ suý cho việc một số doanh nghiệp lợi dụng tinh thần người Việt dùng hàng Việt để đẩy giá sản phẩm lên cao. Quan điểm của tôi là người Việt dùng hàng tốt giá tốt, doanh nghiệp sản xuất trong nước phục vụ cho chính người dân của mình. Vậy tại sao phải tăng giá lên các cổ người dân mình? Ông Phan Quốc Việt từng khẳng định. Tuy nhiên, khác với những gì đã khẳng định trên báo chí, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Quốc Việt để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá kit test COVID-19. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test COVID-19 của các địa phương trên cả nước. Sản phẩm này thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nên Phan Quốc Việt chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng. Sau đó, ông Việt thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách sử dụng các pháp nhân trong hệ thống lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá, cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Đồng thời, để được giao cung ứng trước thiết bị, vật tư y tế, tiêu thụ với số lượng lớn, thanh quyết toán theo giá do công ty Việt Á đề nghị, Phan Quốc Việt còn thỏa thuận, thống nhất, chi cho cán bộ, lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn. Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt và nhóm của công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá, xác định giá bán là 470.000 đồng kit, thỏa thuận và chi tiền phần trăm hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm. Đến nay, bước đầu Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc công ty Việt Á bán kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, số tiền gần 30 tỷ đồng.